Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Hành Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, tình trạng lây lan dịch bệnh tại Úc nói chung có vẻ như bắt đầu ổn định và quan tâm hiện nay là vấn đề mở cửa biên giới nội địa và trả lại phần nào tự do cho cư dân. Việc này hiện đang diễn tiến tốt đẹp tại New South Wales và Victoria, trong khi Queensland cũng đã công bố lộ trình cụ thể. Riêng Tây Úc vẫn tiếp tục bế quan tỏa cảng. Trong sinh hoạt chính trị tại Úc vẫn là vấn đề Đảng quốc gia và chính sách biến đổi khí hậu, đặc biệt là mục tiêu zero khí thải CO2 vào năm 2050 mà Thủ tướng Morrison cần được đồng thuận trước khi ông tham dự hội nghị quốc tế tại Glasgow vào đầu tháng 11 sắp tới. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021. Biến đổi khí hậu, zero khí thải CO2 vào năm 2050 sẽ ảnh hưởng đến nước Úc như thế nào? Sau hội nghị thượng đỉnh Paris 2015 và trước khi hội nghị thượng đỉnh Glasgow 2021 bắt đầu, rất nhiều nước trên thế giới chẳng những đã ấn định về mức độ khí thải nhà kính mà họ cần phải làm để giảm hạ vào năm 2050 mà còn cam kết một mục tiêu chung là vào năm 2050 họ sẽ đạt được mức độ zero khí thải CO2 mà cụm từ tiếng Anh là net zero by 2050. Trong mấy tháng gần đây, nhóm chữ net zero by 2050 đã được nêu lên và bàn tán rất nhiều. Tại Úc, chính phủ Morrison hiện đang gặp khó khăn vì đảng quốc gia trong liên minh với đảng tự do vì hai chính đảng vẫn chưa có lập trường thuần nhất về mục tiêu này lý do là vì đa số cử tri của đảng quốc gia phần lớn là sinh sống tại khu vực nông thôn và hầu hết đều sinh hoạt trong lĩnh vực hầm mỏ đặc biệt là việc khai thác than đá và trong lĩnh vực nông nghiệp là hai lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi nước úc thực hiện mục tiêu net zero by 2050 net zero có nghĩa là số lượng khí thải mà nước úc gây ra sẽ tương đương với mức độ khí thải mà nước úc sẽ giảm hạ Tất nhiên là mọi chính đảng, kể cả Đảng Lao động, đều quan tâm về sự mất mát công ăn việc làm. Vì tại Úc, nhiều thành phố đặc biệt là tại Queensland và Tây Úc đã được xây dựng lên hoàn toàn để khai thác hầm mỏ. Vì lý do ấy mà cư dân tại những nơi này rất quan tâm về tương lai của họ thông qua chương trình giảm hạ khí thải CO2. Để đối phó với tình trạng này, chính phủ liên bang đã có một chương trình đầu tư vào ngành kỹ nghệ mới gọi là Green Energy, tức là kỹ nghệ xanh. Một thí nghiệm của Viện Đại học UTS cho thấy rằng sự mở rộng của ngành năng lượng tái tạo sẽ tạo được nhiều công ăn việc làm để thay thế cho những công ăn việc làm sẽ mất đi trong thời gian tới. Ngay vào thời điểm này, ngành năng lượng tái tạo đã sử dụng nhân công nhiều hơn là lĩnh vực khai thác mỏ than tại Úc. Nếu Úc Châu không thay đổi chính sách và tiếp tục là một nước có số lượng khí thải nhà kính CO2 cao hơn trên căn bản dân số thì ngành ngoại thương của Úc cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng vì các sản phẩm của Úc không thể xuất cảng được vì các sản phẩm này đã gây nhiều khí thải nhà kính hoặc các sản phẩm của Úc có thể bị đánh thuế cao khi xuất khẩu và do đó mức cạnh tranh trên thị trường thế giới sẽ không còn nữa. Các nước láng giềng và đối tác thương mại lớn nhất của Úc như Nhật Bản, Hàn Quốc và kể cả Trung Quốc đều đã chấp nhận mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Đây cũng là ba quốc gia hiện đang chiếm đến 2 phần 3 thị trường xuất cảng về các sản phẩm năng lượng hóa thạch của nước Úc. Bởi lý do ấy mà cho dù nước Úc có tiếp tục duy trì năng lượng hóa thạch thì cũng sẽ không thể xuất khẩu được vì hầu hết khách hàng lớn của Úc đều sẽ không còn có nhu cầu nhập cảng năng lượng hóa thạch trong tương lai. Thật ra thì ngân hàng chữ kim ABA cũng đã dự đoán rằng kỹ nghệ than đá tại Úc sẽ gặp rất nhiều khó khăn kể từ nay cho đến năm 2050, khi mà nước Úc cần phải bắt đầu phát triển kỹ nghệ xanh tức là Green Energy. Căn cứ vào việc giảm hạ khí thải xuống mức zero thì nước Úc sẽ giảm hạ đáng kể mức độ xuất cảng than đá trước năm 2050. Những quốc gia đã cam kết đạt được mục tiêu net zero khí thải vào năm 2050, bao gồm Canada, Mỹ, Anh, New Zealand, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Nam Phi và toàn thể các quốc gia tại Liên Âu mà hầu hết đều là những bạn hàng xuất khẩu của Úc Châu. Sinh hoạt chính trị Dân biểu độc lập đề nghị dự luật về biến đổi khí hậu Dân biểu Jali Steckel, một ứng cử viên độc lập và là người đã đánh bại cựu Thủ tướng Tony Abbott trên căn bản bảo vệ môi sinh trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2019, vừa đệ trình Quốc hội một dự luật cá nhân về vấn đề hậu quả của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, trong sinh hoạt chính trị tại Úc thì tại Hạ viện, dự luật chỉ có thể do chính phủ đệ trình. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt thì dân biểu cũng được phép đệ trình dự luật với tư cách cá nhân. Ngày hôm qua, dân biểu Zalistego đã nói với các dân biểu và nghị sĩ đảng tự do là họ nên chấm dứt trò mỹ dân với cư dân tại vùng nông thôn và nên tham dự vào tiến trình phục hồi uy tín của nước Úc trong vấn đề giảm hạ khí thải nhà kính tại Hội nghị Thượng đỉnh Glasgow 2021 sắp tới. Dự luật của bà Steiko đã được phần nào cứu xét và thảo luận nhưng hiện nay đang bị đình hoãn. Một phần của dự luật này đã đề nghị là nước Úc sẽ đạt được mục tiêu zero khí thải CO2 vào cuối năm 2050, trong khi mục tiêu trung hạn là sẽ giảm 60% khí thải nhà kính của năm 2005 vào năm 2030. Tuy nhiên, lập trường chính thức của chính phủ Liên đảng là nước Úc sẽ chỉ giảm từ 26 đến 28% số lượng khí thải nhà kính của năm 2005 và năm 2030. Vì lý do đó mà dự luật của Bastico có nhiều tham vọng giảm hạ khí thải nhà kính vào năm 2030 so với lập trường chính thức của chính phủ. Bởi vậy Bastico đã kêu gọi Đảng Lao động và nếu có thể được thì các dân biểu và nghị sĩ của chính phủ nên ủng hộ dự luật của Bastico, tuy nhiên điều này có vẻ sẽ khó xảy ra sinh hoạt chính trị, đảng lao động và vấn nạn tuyển dụng đảng viên bất chính brand Stacking. Ủy ban bài trừ tham nhũng tại Victoria, tức là IBAC, một định chế tương tự như ICAC tại New South Wales, hiện đang tiếp tục cuộc điều tra trong tuần lễ thứ nhì. Trong tuần lễ thứ nhất, một bộ trưởng trong chính phủ lao động tại Victoria đã phải từ chức sau khi đã nhìn nhận là đã có hành vi bất chính trong việc tuyển chọn đảng viên gọi là brand stacking và theo nguồn tin từ cuộc điều tra, thì trong số các đảng viên đã được tuyển chọn bất chính này, còn có thành viên của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ và người Việt. Cũng trong tuần lễ thứ nhất, dân biểu lao động liên bang Anthony Burr cũng đã nhìn nhận là chính ông cũng đã vi phạm luật lệ trong vấn đề brand stacking mà kết quả là dân biểu Anthony Burr đã phải từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc hội về tình báo và an ninh. Tuy nhiên, vào thời điểm này, thì lãnh tụ đối lập Anthony Albanese vẫn chưa có quyết định dứt khoát về tương lai của dân biểu Anthony Burr. Trong khi đó, thì một số nhân vật khác của đảng lao động cũng đã phải công khai nhìn nhận là họ đã vi phạm luật lệ brand stacking. Trường hợp mới nhất là sự nhìn nhận của một thị trường thành phố, ông Rick Garotti. Ngày hôm qua, ông Garotti đã nói rằng ông đã làm công việc tuyển dụng đảng viên bất hợp pháp này trong suốt 5 năm qua và tốn kém tài chính khoảng trên dưới 15.000 đô la một năm để đóng tiền niên liễm cho những người mà ông đã tuyển dụng bất chính. Ông Garotti còn cho biết thêm là đa số những đảng viên được tuyển chọn bất chính này là thành viên của cộng đồng phi châu Somali tại Melbourne. Theo ông Garotti, thì việc tuyển chọn bất chính brand stacking đã ăn sâu và trở thành một nét văn hóa của đảng lao động. Khai báo trước ủy ban IBAC, ông Garotti còn nói rằng việc tuyển chọn đảng viên theo kiểu brand stacking này đã xảy ra xuyên suốt trong các nhóm nội bộ của đảng lao động. Ngoài ra, ông Garotti còn tố cáo là Chủ tịch Thượng viện Victoria cũng đã từng tham dự vào việc grand stacking tại vùng phía Bắc Melbourne. Đại dịch COVID-19, Queensland công bố lộ trình mở cửa biên giới Trước áp lực mỗi ngày một gia tăng, sau cùng Thủ hiến Anastasia Palaszczuk cũng đã công bố lộ trình mở cửa Queensland qua nhiều giai đoạn. Những giai đoạn này là mốc điểm trùng ngừa của cư dân từ 70 đến 80 và sau cùng là 90%. Theo đó, kể từ ngày 19 tháng 11 tới là thời điểm dự phóng Queensland sẽ đạt tỷ lệ 70% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa hai liều. Thì Queensland sẽ cho phép những người dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine từ các điểm nóng dịch, bao gồm cư dân từ New South Wales, Victoria và lãnh thổ ACT có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ được phép đến bang này bằng đường hàng không, tuy nhiên phải cách ly tại nhà 14 ngày trong khi với những người từ nước ngoài trở về thì vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn tiếp đó khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 80% dự phóng vào ngày 17 tháng 12 thì những người từ vùng nóng đã tiêm đủ hai mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid-19 trong vòng 72 giờ khi đến bang queensland đều không cần phải cách ly riêng với những người từ nước ngoài trở về mà đáp ứng các tiêu chí này thì vẫn phải cách ly tại nhà 14 ngày. Còn nếu không đáp ứng các tiêu chí này thì vẫn phải cách ly tập trung 14 ngày. Cuối cùng là khi mà Queensland đạt được tỷ lệ 90% cư dân trên 16 tuổi chủng ngừa đủ hai liều thì bất cứ ai đã tiêm đủ hai mũi vaccine đều sẽ được đến Queensland mà không phải sống cách ly, kể cả du khách nội địa lẫn du khách quốc tế. Nói một cách khác thì một khi Queensland có được 90% cư dân chủng ngừa đủ hai liều thì tiểu bang này sẽ không còn bất cứ hạn chế gì. Tuy nhiên, những ai chưa chủng ngừa thì vẫn phải xin giấy phép nhập cảnh và sống cách ly. Đại dịch COVID-19 Áp lực kêu gọi chính phủ Tây Úc công bố lộ trình mở cửa Mặc dù liên đảng đối lập cũng như các cơ sở thương mại tại Tây Úc đã liên tục kêu gọi chính quyền lao động nhanh chóng công bố lộ trình mở cửa biên giới, thế nhưng Thủ Hiến Macau vẫn tiếp tục bế quan tỏa cảng. Ông McGowan tuyên bố là ông muốn chờ đợi cho đến khi nào cư dân Tây Úc đạt mốc điểm từ 80 đến 90% cư dân trên 16 tuổi đã chủng ngừa đủ hai liều thì lúc bấy giờ ông mới quyết định về thời điểm mở cửa Tây Úc. Tuy nhiên, điều đáng nói là vào thời điểm này Tây Úc là tiểu bang đứng cuối sổ về mặt chủng ngừa và do đó mục tiêu 80 hoặc 90% cư dân chủng ngừa hai liều sẽ còn rất lâu Tây Úc mới có thể đạt được có thể là vào cuối năm nay hoặc thậm chí cũng có thể kéo dài đến sang năm 2022. Trường nhiệm chương trình chủng ngừa tại Tây Úc Chris Dawson mỗi ngày đều kêu gọi cư dân chủng ngừa trước khi quá trễ. Một cuộc nghiên cứu nội bộ tại Tây Úc cho thấy 15% cư dân tại Tây Úc vẫn hãy còn do dự trong vấn đề chủng ngừa và nếu cuộc thăm dò này là chính xác thì sau khi đạt được 80% cư dân chủng ngừa hai liệu thì có lẽ Tây Úc cần thêm nhiều tháng nữa mới có thể đạt được mức điểm 90%. Vào thời điểm cuối tuần này, Tây Úc dự trù sẽ đạt được mốc điểm 60% cư dân chủng ngừa hai liều. Cuối cùng là tin đời sống hàng ngày. Giá xăng dầu cao kỷ lục. Những ai trong chúng ta có cơ hội lái xe trong mấy ngày qua có thể biết được là giá cả xăng dầu có vẻ như đang ở mức cao kỷ lục với mức trung bình cho mỗi lít xăng tại ba thành phố lớn nhất ở Úc bao gồm Sydney, Melbourne và Brisbane đều ở mức trên dưới 175 cent một lít. Đây là mức giá mà chúng ta đã nhìn thấy lần sau cùng vào giữa năm 2008 khi thế giới sắp bước vào cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Lý do của sự gia tăng giá cả xăng dầu lần này theo kinh tế gia của công ty Comsec là ông Craig James, vì các tiểu bang và lãnh thổ tại Úc hiện đang bắt đầu mở cửa trở lại các sinh hoạt kinh tế. Tuy nhiên, tại một vài nơi, nguồn cung ứng xăng dầu vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thỏa mãn được nhu cầu và theo định luật cung cầu thông thường của một nền kinh tế thị trường thì người tiêu dùng sẽ phải trả giá cao hơn cho những mặt hàng bị thiếu hụt. Tuy vậy tại các đô thị thì không phải là các trạm xăng đều lên giá cùng một lúc vì các hệ thống xăng dầu có hệ thống giá cả riêng biệt và do đó lời khuyên của công ty NAMA là chúng ta là những người tiêu thụ nên lựa chọn những trạm xăng có giá cả phải chăng để đổ xăng. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.